Hello. Hôm nay mình là Thư. Thư, C là C với T. Hôm nay sẽ hướng dẫn sử dụng phần mềm Player Card 7.31, 7.73 của phần mềm điều khiển laser cho bộ điều khiển VW 708C. Đây là giao diện phần mềm để mình cả thông số và làm file. Còn đây là cái trang web của mình chuyên cung cấp và linh kiện laser CNC chuyên luôn, cấp bộ linh kiện cho máy laser và CNC. Còn đây là phần mềm laser. Phần mềm này có chức năng là nhận các file vector DXF, AI, input cũng là BMP, import cái này, cái hỗ trợ tất cả các loại file. Khi chọn file thì nó hiện ở đây, nó là các file đưa từ ngoài vào. Ví dụ là trong cái file thư là thư CVT, thì nó sẽ chúng tôi cắt. Đây tôi bấm vào lệnh cut, chế độ khắc và chế độ cắt và khắc. Thì đây là thông số nguồn, nó khối nguồn là nhỏ nhất và cái tốc độ chạy. Bấm OK. Đây hướng dẫn sử dụng trên máy tính sách tay hay máy tính để bàn trong văn phòng không kết nối máy laser và bộ điều khiển độc lập, không kết nối máy tính, không có driver luôn, chỉ có mỗi phần cài một phần mềm thôi. Thì đây ta sẽ copy file qua USB và mang xuống xưởng, không xuống nhà máy, thì nó sẽ làm việc không cần máy tính để gần máy laser nữa, mà để dùng mỗi USB chuyển đi chuyển lại. Trong trường hợp mà không có máy tính sẵn, trên phần thiết kế ta chuyển xuống, thì sau khi ta chỉnh phong kích thước, chỉnh theo yêu cầu rồi sẽ xuất file, như là download file lên. Thì nên ta đặt tên cái file, tên cái file này nó đặt tên là gì đó ta tùy. Sau đó ta sẽ, nếu như máy kết nối máy tính thì ta download trực tiếp lên máy luôn, mà download root common. Nhưng ở đây ta không có máy tính ở gần, không nối máy tính vào bộ điều khiển của máy laser, thì ta sẽ dùng cái chế độ là server document to u file tới usb file, mà ta bấm vào đây và ta lưu cái file của mình tên là gì, ta lưu lại đây, tên vào đây, và cái đuôi của mình có đuôi mở rộng như là đuôi UD5. UD5 là cái file đuôi mở rộng cho file laser copy usb. Sau ta sẽ copy cái usb có file trước từ copy cái file thư, ta lưu lại, ta lưu lại ở đây, ta lưu lại. Sau đó ta sẽ lưu lại chưa vào xong, ta save vào xong, ta sẽ copy cái file này, copy cái file này vào USB của mình, để mình sẽ đây cái file này để copy vào USB slot của máy, send to USB, send to USB. Rồi hiện tại mình vừa send xong file USB, copy USB sẵn rồi, copy USB. Sau khi copy USB xong, nó sẽ tháo USB ra và sẽ mang vào bộ điều khiển. Và đây là bộ điều khiển máy laser. Đây, bộ điều khiển này đã có cái USB sẵn. Đó. Đây là bộ điều khiển laser AI-708C. Để ta truy xuất được cái file USB này, ta sẽ bấm vào đây, vào menu,
Bấm số 1 nữa là Redis File, bấm Enter. Ta chọn cái đầu tiên là Work File, nghĩa là chọn cái dùng cái file làm việc. Ở đây có 3 cái chế độ, là 4 chế độ là file cấu hình, file chạy và lưu cái file cấu hình tới USB. Nghĩa là ta sẽ lưu cái file cấu hình này vào USB. Sau đó ta vào USB trong máy tính, ta sẽ up file cấu hình vào máy để ta nhận các thông số trên máy tính, để khi ta cài đặt thông số trên phần mềm và làm file nó giống nhau. Và nếu ta cài đặt trong ở phần trước mình sẽ hướng dẫn sử dụng cài đặt trực tiếp trên bộ điều khiển, không dùng phần mềm. Sau khi ta cài xong thì ta vào file, ta chọn cái số 4 này, lưu cái file cấu hình này tới đĩa tới USB. Đó, ta mang USB này vào cái máy tính, cài phần mềm ở đó, ta úp cái cấu hình này cho phần mềm lên và phần import cấu hình, phần cài đặt. Đó, đây file, chọn cài đặt file, bấm enter. Ở đây có một cái file là thư CVT là .ud5, thì ta chọn cái file này, file được copy USB đây. Ta bấm enter. Máy đang đọc vào file ở trong bộ nhớ. Thì khi vào bộ nhớ rồi thì ta sẽ ở đây. Đó, có hai file. Đó. Thì đây này mới đọc vào bộ nhớ thôi, nó chưa copy. Thế ví dụ ta có thể xóa cái file này đi. Ta enter. Ta chọn là delete. Ok. Đó. Thì trong cái file trong bộ nhớ chỉ có một file. Nó có một file. Ta sẽ tiếp tục, ta bấm USB file đấy, bấm enter, ta đọc cái file từ USB ra, ta bấm enter, đọc xong. Thì khi đọc xong thì ta khai thông số kỹ thuật, ví dụ tốc độ, nguồn năng lượng gì đó, ta bấm enter một lượt nữa. Ở đây ta có cho layer formatting, formatter setting. Bấm enter là bảo là cài các thông số hiện tại đang chế độ cắt, cút, gọi tốc độ, tôi cài nguồn, tôi cài nguồn mát và nguồn min lớn nhất và nhỏ nhất. Cài xong ta bấm enter và thoát ra ngoài. Và ta sẽ chọn cái chỗ property cài thông số cho file cắt, nghĩa là số lượng cắt bao nhiêu, các thông số delay, speed và xy, thông số đặt cho chỗ cắt, tại vì ta không đặt được trong phần mềm nên ta phải cài trong tiếp trong đây. Và tiếp theo ta cài tốc độ ở đây và cài tốc độ ở đây, nguồn, cài nguồn ở trong này và ở đây, cài tốc độ ở đây. Đó, sau đó chúng ta cài cho luôn. Đó. Ok. Sau đó thì việc bấm finish box chạy theo cái hình vuông của mình. Sau khi chạy xong tôi sẽ bấm start. Nó sẽ chạy. Đó là cách chạy một file từ trong máy tính ra, không dùng USB nó trực tiếp. Copy file qua USB đưa vào bộ nhớ để ra sử dụng. Với trường hợp là máy không ở gần máy tính, cách xa máy tính trên xưởng hoặc là gửi từ nơi khác tới qua mạng, cái file cắt và tôi copy để chạy, cái phương pháp là chạy, xong, tốt.